ta sẽ có món trứng chiên, vì vậy chúng ta sẽ lấy 3 cái trứng gà ra. Chuẩn bị một cái tô và đập trứng gà ra tô nè, 1 trứng, 2 trứng, 3 trứng. Muốn chiên trứng ngon thì chúng ta phải cho một ít hành lá vào đó nữa. Sau đó chúng ta dùng cái nĩa và khuấy đều lên 7-7-49 lần, 1-2-3-4-5-6-7 à mà thôi bỏ đi ha. Sau đó thì cho một chút xíu bột ngọt nè, nước mắm nè và đừng quên một chút bột nêm nữa nha. À ha, có bé cún nữa thế nên là sẽ không bỏ tiêu vào đâu. Và tiếp tục đánh thêm một lần nữa 7-7-49 lần. Đói bụng quá, kiếm trong tủ lạnh có cái gì ăn không? Bây giờ chúng ta sẽ uống trước một hộp sữa nha, khát khô cả cổ rồi. Hộp bánh su kem hôm qua vẫn còn, ăn luôn và kèm thêm một quả táo này nữa. Sáng mở mắt dậy là thấy hai anh chàng này đã soạn hết tất cả hành lý rồi. Hỏi đi đâu thì mới biết rằng chuẩn bị đó có một dã ngoại bên ngoài. Hô hô, lần này thì mình không được đi rồi, tại vì có bé Miu ở nhà mà làm sao có thể nào mà tha bé Miu đi được. Cuối cùng hành lý cũng đã xong thì hai anh chàng này bắt đầu là mang hành lý và bỏ lên xe và lên đường. Trời ơi, không chịu quay lại chào tôi gì cả. À ha, còn ba chú mèo nữa, sao không mang mèo đi, ở nhà ai chăm? Mang chúng đi đi. Nói xong thì bây giờ mới vẫy tay chào, kiểu như chào chọc quê vậy đó, buồn dễ sợ. Bây giờ chỉ có một mình ở nhà thôi, thế nên là phải lật lật đóng cửa và khóa chốt lại. Ở nhà một mình, chạy vào xem bé Miu thì thấy là cô bé đang khóc nhè. Trời ơi, có lẽ là đang đói rồi. Pha cho bé một bình sữa và bắt đầu uống thôi. Có vẻ là rất là ngon lành luôn. Sau khi uống xong thì bé bắt đầu lăn đùng ra ngủ. Bây giờ tuổi này chỉ có việc ăn và ngủ thôi. Tiếp theo là mình sẽ chuẩn bị bữa ăn tiếp theo cho bé. Cắn răng thứ nhất, vắn răng thứ hai. Và bây giờ chúng ta đã có một bộ đồ hút sữa rồi nha. Và đừng quên nhắm đường dây vào, nếu không thôi là không hút sữa được đâu. Và bật công tắc nguồn để chế độ chiến giữa, là có thể là vừa êm ái vừa hút được nhiều nha các bạn nhé. Và đây là thành quả của 15 phút cực lực hút sữa nè. Và chợt nhớ ra tủ lạnh vẫn còn sữa, thế nên là mình sẽ cho sữa vào túi dự trữ. Mình sử dụng túi Unimon, chỉ cần xé cái bọc ra, tách túi zip ra và đổ hai bình sữa đó vào lại, đóng túi zip lại và đừng quên ghi ngày tháng và giờ hút nhé. Sau khi hút sữa xong thì chúng ta sẽ đi vào phía dưới bếp và bỏ vào ngăn đông của tủ lạnh. Nếu như ai mà không biết mở tủ lạnh ra thì có thể là nghĩ rằng đây chính là những bịch sữa chua. Tiếp theo chúng ta sẽ đi dọn bãi chiến trường khi nãy. Bây giờ đem số những bình sữa này đi xúc và rửa nhé. Hồi nãy là đi thẳng quẹo bên trái là sẽ tới tủ lạnh. Bây giờ chúng ta sẽ quẹo bên phải và đi tới bếp nhé. Dùng một cây cọ như thế này và nước chuyên dụng rửa bình sữa, chúng ta phải cọ thật là kỹ từng ngõ ngách bên trong những cái bình sữa này nhé. Và sau đó chúng ta sẽ rửa lại với nước lạnh, xúc thật nhiều lần để cho hết mùi hôi nha. Kế tiếp bây giờ chúng ta sẽ đi giặt đồ. Wow, hai thao đồ chà bá luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ mở máy giặt ra cho hết đồ vào. Nhà có ba người mà sao lắm quần áo quá gì nhỉ. Mở cái hộc ở phía bên trên tay trái ra và chúng ta sẽ cho một nắp nước xà bông vào ở cái ngăn bên đây nha các bạn nhé. Và bật công tắc nguồn, chỉnh núm xoay để chọn chế độ giặt cho hợp lý. Mình sẽ chọn là 60 phút. Sau đó để mặc định như thế này là nhiệt độ 60 và vòng quay 180. Sau đó nhấn nút Enter. Đã chưa rồi, làm biến nấu đồ ăn thôi thì mình sẽ tận dụng những gì trong tủ lạnh có sẵn. Mình sẽ tự chế biến một món gì đó thật ngon cho bữa trưa hôm nay chỉ có một mình. Hu hu. Trưa hôm nay thì chúng ta sẽ ăn hủ tiếu Nam Vang gồm có giá, tim heo và tôm. Chuẩn bị một cái nồi nước ở trên bếp. Sau đó cắt bịch hủ tiếu ra và lấy những cái gói thành phần ở bên trong ra nào. Cắt những gói gia vị và đổ vào. Cả gói dầu nữa luôn nha. À, nước đã bắt đầu sôi rồi kìa. Sau khi nước bắt đầu sôi thì chúng ta sẽ bỏ những cái thành phần như là tim nè, cật nè. Ăn bao nhiêu thì bỏ bấy nhiêu, đừng bỏ nhiều quá, ăn không hết thì bỏ phí lắm. Sau đó thì đừng quên cho cả tôm nữa vào nữa nhé. Sau khi bỏ vào xong thì chúng ta sẽ đợi trong vòng 10 phút cho nước sôi lên. Và cuối cùng thả gói hủ tiếu vào. Và đừng quên chở gói hủ tiếu cho có thể là thấm đều nước lèo nha các bạn nhé. Mùi thơm bắt đầu bốc lên rồi nha. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy giá bỏ ra tô, ăn bao nhiêu thì bỏ bấy nhiêu. Và đổ cái hỗn hợp khi nãy mình đã nấu vào. Wow, thơm quá, thơm nước mũi không chịu được luôn nè. Bê cái gơ hủ tiếu này ra bàn và bây giờ bắt đầu thưởng thức thôi. Làm thử một miếng hủ tiếu vừa dai vừa mềm với hương thơm rất là ngon luôn nha. Một miếng cật heo nè và kèm thay là một con tôm nè. Mời cả nhà ăn chưa nha. Sau khi ăn xong thì đồ cũng đã giặt xong. Bây giờ chúng ta sẽ đem đồ ra xào đồ và phơi nhé.
Đồ em bé rất là nhỏ, thế nên là chúng ta sẽ cần những cái dụng cụ móc đồ như thế này, rất là đơn giản luôn phải không? Sau khi móc đồ xong thì nắng cũng đã lên rồi. Kế tiếp chúng ta sẽ đi qua thăm những cái giàn rau mà hai ông tướng này đã trồng vào cách đây 3 ngày trước. Trời ơi, các bảo là trồng dưa hấu mà sao không thấy lên được cái mầm nào vậy? Cái mầm này là mầm lúa mà. Sao bảo là trồng dưa hấu mà cuối cùng lại ra lúa lại lên nhỉ? Kỳ cục vậy. À ha, mình nghĩ ra một trò rất là hay rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ chạy vào nhà, đi đến quầy đồ chơi của bé Quýnh. Nhớ ra là bé Quýnh có một quả dưa hấu đồ chơi. Bây giờ cầm quả dưa hấu đồ chơi này ra, chạy ra sân thật là nhanh và đặt vào khay đất, coi như là kiểu phong thủy. Có dưa hấu nhiên là cây dưa hấu sẽ lên phải không nào? Sau đó chợt nghe tiếng khóc của bé Miu oe thì chạy vào thì thấy là em bé đã dậy rồi, có vẻ như là rất là khó chịu trong người. Thì ra là em ấy đã ị hai miếng tả to lụt luôn. Bây giờ phải đi gom những miếng tả này và dục vào sọc rác thôi, không thôi là thúi luôn cả cái phòng đấy. Kế tiếp chúng ta sẽ chuẩn bị bữa ăn tiếp theo cho bé nhé. Bỏ bình sữa vào máy hâm và nhấn nút xoay vào nhiệt độ 40 nha. 3 giờ chiều ngày hôm nay thì rất là thèm trà sữa luôn nên đã đặt online trên mạng. Anh ship đã tới rồi, một ly trà sữa, một phần bánh su kem. Bánh su kem này cực kỳ ngon luôn các bạn ạ. Bánh vừa mềm vừa ngon nữa nè. Đổ đá vào trà sữa, dùng một cái muỗng và một cái ống hút khuấy 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 lên cho có thể là nước đá làm lạnh trà sữa thật là nhanh. Thời tiết này mà uống trà sữa thì đúng bài luôn nè. Các bạn có thấy không, cục trân châu rất là to luôn. Trân châu này mà bỏ vô miệng lạnh lạnh mát mát, ăn cực kỳ ngon luôn nè. Kế tiếp chúng ta sẽ tới cái hộp bánh su kem. Bánh su kem rất là mềm luôn, bên trong là lớp kem béo ngậy, ngon ơi là ngon. Cắn thử một cái thì lớp kem tan chảy ra trong miệng. Trời ơi, sao mà tôi thích cái món này quá đi mất, ăn hoài mà không biết chán. Buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức là món cháo chân dê nấu với đậu xanh, rất là ngon mát luôn nha, vừa ăn vừa xem YouTube nè. Mới đó mà đã 10 giờ tối rồi, bây giờ là hút sữa lần cuối cùng nè. Một bình cho bé và một bình chúng ta sẽ cất vào trong tủ lạnh nhé. Mới chỉ có 10 phút thôi mà bé đã uống hết một bình sữa rồi. Sau khi bé uống xong thì bây giờ là tới mẹ bỉm sữa nha. Sữa bầu Mary chúng ta sẽ cho 100ml nước ấm vào một cái ly và xúc 4 muỗng như thế này và đổ vào. Chúng ta sẽ sử dụng một cái muỗng inox như thế này và khuấy sữa đều lên để cho sữa có thể là được tan hết. Bây giờ thì mẹ y mâm ly sữa này nha. Sau khi uống sữa xong thì bây giờ là đã bắt màn lên và chuẩn bị hai mẹ con đi ngủ nha. Đây hoay một chút xíu thì em bé đã ngủ rồi. Chúc con gái ngủ ngon nha. Ôi trời ơi, 3 giờ sáng mà em ấy đã khóc oe. Thì ra là em ấy đau bụng. Thêm một bịch tả nữa. Nhưng cuối cùng sáng sớm hôm sau đi ra thì tổng cộng là có 3 bịch tả. Trời ơi, ý gì đâu mà lắm thế này. Chuẩn bị bữa sáng cho em ấy một bình sữa hơn 60ml. Sáng sớm đói bụng mà mẹ còn chưa cho em uống nữa, mà cứ trêu em cứ đem bình sữa lây hoay làm bực mình chết đi được. Uống xong thì đi ngủ nè. Đói bụng quá, kiếm trong tủ lạnh có cái gì ăn không. Bây giờ chúng ta sẽ uống trước một hộp sữa nha, khát khô cả cổ rồi. Hộp bánh su kem hôm qua vẫn còn, ăn luôn. Và kèm thêm một quả táo này nữa. Cái hộp sữa này thật ra là của anh Su Hào. Anh Su Hào cực kỳ thích uống cái loại sữa này luôn, vì nó có cảm giác như là chua 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 ngọt ngọt, rất là ngon luôn nè. Quả táo rất là ngon lành luôn, cắn thử một cái thì trời ơi, táo rất là ngọt và giòn luôn, cực kỳ ngon. Nghe đâu là hai anh chàng này sắp về rồi, thế nên là mình sẽ chuẩn bị bữa trưa. Nhà ba người có lẽ chuẩn bị nhiêu ly cơm là đã đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho nước vào và vo gạo, đổ nước ra ngoài và làm đi làm lại tầm khoảng 3 lần. Chúng ta sẽ dùng cái lắng tay chấm như thế này có lẽ là đã được rồi. Bây giờ sẽ đem cái nồi cơm này vào và bắt lên. Và đừng quên nhấn nút để nấu nha, không thôi là không có cơm ăn đâu. Trưa nay chúng ta sẽ có món trứng chiên, vì vậy chúng ta sẽ lấy 3 cái trứng gà ra. Chuẩn bị một cái tô và đập trứng gà ra tô nè. 1 trứng, 2 trứng, 3 trứng. Muốn chiên trứng ngon thì chúng ta phải cho một ít hành lá vào đó nữa. Sau đó chúng ta dùng cái nĩa và khuấy đều lên 7-7-49 lần, 1-2-3-4-5-6-7. Mà thôi bỏ đi ha. Sau đó thì cho một chút xíu bột ngọt nè, nước mắm nè. Và đừng quên một chút bột nêm nữa nha. À ha, có bé cuốn nữa thế nên là sẽ không bỏ tiêu vào đâu. Và tiếp tục đánh thêm một lần nữa 7-7-49 lần. Chiên trứng thì chúng ta sẽ chọn loại chảo không dính nhé, bật bếp lên. Tiếp theo chúng ta sẽ đổ dầu vào, xoay xoay cái chảo để cho dầu có thể được ngấm đều cái mặt chảo. Và tiếp tục khi dầu sôi thì chúng ta sẽ đổ trứng vào, xoay xoay cái chảo một chút xíu để cho trứng có thể là chảy đều cái mặt chảo ở dưới phần đáy nè. Trời ơi, có cảm giác như là mình đang chiên bánh xèo không phải là trứng. Sau đó chúng ta sẽ mở nhỏ lửa lại và cuối cùng trứng cũng đã chín rồi. Lấy một cái đĩa và đổ trứng ra, và đây là thành quả của chúng ta. Món thứ hai sẽ là món đậu bắp xào tim. Cái món này là mình rất là thích luôn nè. Sau khi xào xong thì chúng ta cũng sẽ đổ cái món này ra đĩa nha. Wow,
hương rất là thơm luôn, nhìn là đói bụng liền. Và cuối cùng đó chính là món canh tôm với rau dền. Rau dền là một thực phẩm rất là tốt luôn nha các bạn nhé. Cuối cùng thì hai anh chàng này cũng đã về tới nhà rồi. Đến đây thì video của mình cũng đã kết thúc. Nếu các bạn thích video này của mình thì hãy cho mình một like, một share và một đăng ký nha. Bây giờ hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Bye bye.